Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin cập nhật bóng đá Việt Nam ngày 22 tháng 12. Bản tin sẽ bắt đầu với thứ hạng của đội tuyển Việt Nam sau khi kết thúc năm 2023. Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển nam quốc gia trong tháng 12 năm 2023. Đây cũng là bảng xếp hạng khép lại năm nay. Trong tháng 12, tuyển Việt Nam không thi đấu một trận nào nên không có sự thay đổi về điểm số. Do đó, những chiến binh sao vàng kết thúc năm 2023 ở vị trí thứ 94 thế giới. Thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuze tiếp tục đứng đầu khu vực Đông Nam Á và hạng 15 châu Á. Đội tuyển Thái Lan xếp thứ 2 ở Đông Nam Á, thứ hạng 113. Đội tuyển Malaysia xếp vị trí thứ 3 khu vực, giữ nguyên thứ hạng 130 FIFA. So với lần cập nhật trước vào tháng 11, bảng xếp hạng FIFA có hai sự thay đổi là việc Colombia qua mặt Mexico chiếm vị trí thứ 14 và vị trí của đội tuyển quần đảo Solomon. Dẫn đầu châu Á vẫn là Nhật Bản hạng 17, tiếp đến là Iran hạng 21, Hàn Quốc hạng 23, Australia hạng 25, Saudi Arabia hạng 56. Trong khi đó, đương kim vô địch World Cup Argentina ngự trị ở đỉnh bảng FIFA trong năm 2023. Liên đoàn bóng đá châu Á AFC cho biết công nghệ bắt việt vị bán tự động với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo AI sẽ được áp dụng trong toàn bộ các trận đấu tại vòng chung kết Asian Cup 2023. Điều này đã giúp AFC là liên đoàn châu lục đầu tiên áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động tại một giải đấu cấp đội tuyển quốc gia sau khi công nghệ này ra mắt ở World Cup 2022 và được nhận đánh giá cao của giới chuyên môn và người hâm mộ. Công nghệ bắt việt vị bán tự động sử dụng 12 máy quay chuyên dụng, theo dõi chính xác vị trí bóng và cầu thủ trên sân, toàn bộ vị trí trên cơ thể liên quan đến việt vị đều được xác định. Công nghệ VAR trước đó phải mất nhiều thời gian kẻ vạch và xác định cầu thủ việt vị, nhưng vẫn tạo ra tranh cãi. Công nghệ bắt việt vị bán tự động khắc phục điểm yếu này khi kiểm tra chính xác, nhanh chóng lỗi việt vị nhờ sử dụng công nghệ AI và đưa ra cảnh báo trong thời gian xác thực. Các điểm dữ liệu được sử dụng để xác định vị trí cầu thủ và bóng sẽ được tạo thành hoạt ảnh 3D hiển thị trên màn hình lớn tại sân thi đấu, đồng thời cung cấp cho các đài truyền hình chiếu cho người hâm mộ nhằm đảm bảo chi tiết minh bạch. Vòng chung kết Asian Cup 2023 được đánh giá là sự kiện có quy mô nhỏ, nhưng chủ nhà Qatar kỳ vọng giải đấu sẽ thu hút được lượng khán giả kỷ lục và đưa bóng đá châu Á lên vị thế cao hơn. Công nghệ bắt việt vị bán tự động là công nghệ mà đến ngay cả giải ngoại hạng Anh cũng chưa được áp dụng. Vòng 7 V-League 2023-2024 sẽ diễn ra trong 2 ngày 22 tháng 12 và 23 tháng 12 với nhiều cặp đấu hấp dẫn. Trong số đó, tâm điểm là cuộc chạm trán giữa hai đội đang ở nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng là BKMX Bình Dương và Đông Á Thanh Hóa. Sau chiến thắng 3-2 trước Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu trước, Tiến Linh và các đồng đội kỳ vọng sân nhà Bình Dương sẽ tiếp tục là điểm tựa để đội bóng đất thủ giành trọn 3 điểm trước đội khách. Trong khi đó, Thanh Hóa sau trận hòa đáng tiếc với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt quyết tâm đánh bại Bình Dương để chiếm ngôi đầu của đối thủ. Đáng chú ý, đội bóng xứ Thanh đang là câu lạc bộ duy nhất giữ vững chuỗi bất bại ở mùa giải này sau khi những ông lớn khác đã đứt gánh giữa đường. Ở cuộc đối đầu với Bình Dương, Thanh Hóa sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Thanh Long khi cầu thủ này bị treo giò do bị nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước. Phía bên kia, khả năng ra sân của Quế Ngọc Hải vẫn còn bò ngỏ sau chấn thương rách đầu cơ gần kheo. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, đội chủ sân Gò Đậu thi đấu kỷ luật hơn, chắc chắn hơn và rất khó bị đánh bại. Chiến thuật của Bình Dương cũng rất đa dạng khi đội bóng đất thủ có thể tấn công từ hai hành lang biên, trung lộ hoặc các pha bóng bổng từ tình huống cố định. Đặc biệt với sự trở lại của Tiến Linh, Bình Dương được dự đoán sẽ là đối thủ xứng tầm với thầy trò của huấn luyện viên Pol Pot. Cách đây ít ngày, trang Facebook của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đăng tải bài viết tuyển phiên dịch viên Thái Lan. Động thái này được cho là Bầu Đức đang tính chuyện chiêu mộ tuyển thủ Thái Lan cho giai đoạn 2 V-League 2023-2024. Hiện có nguồn tin, đội bóng của Bầu Đức nhắm tới tiền đạo Adisak Kaison của tuyển Thái Lan để cải thiện chất lượng hàng công sau chuỗi trận thi đấu bết bát. Trên thực tế, việc đội bóng Phú Núi muốn có chữ ký của Adisak Kaison đã xuất hiện từ hồi tháng 9 năm 2023, nhưng vì nhiều lý do hai bên chưa thể thuộc về nhau như sự kỳ vọng của người hâm mộ. Mới đây, báo chí Thái Lan cũng đã xác nhận Adisak Kaison là một trong những người sẽ phải chia tay Terengganu FC sau mùa giải này. Adisak Kaison là một cái tên quen thuộc với cổ động viên bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này đã có tổng cộng 56 lần khoác áo đội tuyển Thái Lan, ghi 21 bàn thắng và cùng vo chiến lên ngôi vô địch AFF Cup 2014, 2020 và 2022. Anh còn là vua phá lưới AFF Cup 2018. Thông tin vừa rồi cũng đã là thông tin cuối cùng của bản tin bóng đá ngày 22 tháng 12 của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi thông tin về bóng đá Việt Nam sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trên Facebook và YouTube của Bóng Đá và Đời Sống. Các bạn hãy follow, like và subscribe để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.